Mình sẽ vẽ về chú Pokemon Rhydon. Trong quá trình mình làm video này, mọi người thấy hay thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Bây giờ xin mời tất cả mọi người xem video. Cảm ơn tất cả mọi người. We'll be right back.